Thưa quý vị và các bạn, mỗi dịp Tết đến, nhu cầu mua sắm vui chơi giải trí của người dân tăng đột biến, nguy cơ cháy nổ cũng luôn rình rập. Những khu vực có nguy cơ cháy nổ cao là cơ quan doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, các chợ siêu thị, trung tâm thương mại. Ngoài ra, do người dân tham gia vào các hoạt động vui chơi giải trí những ngày Tết thường hay sơ suất cũng gây ra cháy nổ. Vì thế, bên cạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra nhắc nhở, công an phường Vĩnh Quân còn chủ động phương án để sẵn sàng ứng phó với những diễn biến phức tạp khi có cháy nổ xảy ra. Tiếp theo chương trình thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự Công an phường Vĩnh Quân chủ động phòng chống cháy nổ dịp Tết. Hiện trên địa bàn phường Vĩnh Quân có 100 cơ sở sản xuất kinh doanh. Để đảm bảo công tác an toàn phòng chống cháy nổ trong dịp Tết, Công an phường Vĩnh Quân đã triển khai kế hoạch đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy dịp Tết Nguyên đán 2020. Theo đó, đơn vị thường xuyên kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu của cán bộ chiến sĩ, chuẩn bị các phương tiện, thiết bị kỹ thuật để tác chiến, đồng thời xây dựng chương trình và chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp, khu dân cư trên địa bàn, tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy thời điểm trước, trong và sau Tết. Các lực lượng chức năng ứng trực, sẵn sàng chiến đấu 24/24, đảm bảo không để cháy nổ xảy ra, cho nhân dân vui xuân đón Tết an toàn, hiệu quả, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về công tác phòng chống cháy nổ tại các cơ sở, địa bàn, khu dân cư. Dịp cuối năm, các hoạt động kinh tế, thương mại, dịch vụ diễn ra sôi động, đi kèm với đó là nguy cơ cháy nổ luôn tiềm ẩn. Vì vậy, Công an phường Vĩnh Quân cùng các ngành chức năng đã đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy, nhất là cẩn thận trong sử dụng điện, ga khi đun nấu vào những ngày Tết. Đơn vị cũng tăng cường kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại các chợ, kho hàng, các cơ sở sản xuất kinh doanh dễ xảy ra cháy nổ như đại lý ga, cửa hàng xăng, dầu. Hàng năm thì cũng có cái sự là tham mưu của công an và tham mưu đảng ủy ủy ban để là hướng dẫn nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy cho là bảo vệ dân phố. Để là khi là có sự cố xảy ra thì biết cách sử dụng để là kịp thời mà ngăn chặn khi có quả. Kết hợp hỗ trợ công an để là kiểm tra các nơi và phòng trọ để nhắc nhở. Cùng công an đi là tuyên truyền với người dân để cho người dân là hiểu biết về vấn đề phòng cháy chữa cháy và đồng thời để làm công tác là phòng ngừa không xảy ra để không xảy ra vụ việc cháy nổ. Tuy nhận thức của người dân về phòng cháy chữa cháy đã được nâng lên nhưng vẫn còn không ít đơn vị tiểu thương, người dân chủ quan lơ là như cầu móc điện không đúng quy định, không kiểm tra thiết bị điện, sử dụng lửa ga bất cẩn, do đó tiềm ẩn rất lớn nguy cơ cháy nổ. Để giảm thiểu đến mức thấp nhất nguy cơ cháy nổ xảy ra, người dân cần thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy chữa cháy, thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, thiết bị điện, bếp đun, để kịp thời khắc phục nguy cơ cháy nổ, cẩn trọng trong đốt đèn, thắp hương, đốt vàng mã dịp Tết. Mỗi gia đình và cơ sở sản xuất kinh doanh cần trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ như bình chữa cháy xách tay, các phương án chữa cháy và cứu nạn khi có tình huống cháy nổ xảy ra nhằm giảm thiểu những thiệt hại và để người dân đón Tết Nguyên đán năm 2020 an vui, đầm ấm.